Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các quyển sách lớn được thông qua kỳ họp lần này là cơ sở để toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Tham dự phiên bế mạc có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét thảo luận các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hoạt động chỉ đạo điều hành, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2023. Kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và một số báo cáo quan trọng khác. Xem xét các tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh để thông qua 14 nghị quyết với tỷ lệ đồng thuận cao. Những nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua được ban hành đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp các ngành các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dành thời gian phù hợp cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề mà dư luận và cử tri quan tâm. Qua hoạt động chất vấn cho thấy những vấn đề được lựa chọn là chính xác, phù hợp với thực tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành đã báo cáo, tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm, qua đó thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa phương. Ngay sau kỳ họp này, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện một số nội dung sau đây. Một là chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa thông qua để đảm bảo các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, nghiên cứu giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và kiến nghị nêu trong báo cáo kết quả thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được chủ tọa kết luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri vào kỳ họp tiếp theo. Thứ hai, chỉ đạo khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, trình cấp có thẩm quyền quyết định, chú trọng cập nhật rà soát các quy hoạch ngành, đảm bảo đồng bộ thống nhất phù hợp với quy hoạch quốc gia và quy hoạch chung đô thị, đồng thời tập trung rà soát các chương trình dự án quy hoạch đề án đã đề ra trong chương trình công tác năm 2023 để chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thực hiện tổ các nhiệm vụ theo luật định, trong đó tập trung triển khai các cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch đã được Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua từ đầu năm 2023. Chuẩn bị các nội dung để tổ chức phiên chất vấn giải trình giữa hai kỳ họp đối với một số ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu theo nghị quyết số 96 của Quốc hội, đồng thời thường trực báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp lần thứ 6, đẩy mạnh cả hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân theo hướng thiết thực hiệu quả, tăng cường giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu với cử tri, kịp thời nắm bắt các nguyện vọng chính đáng của cử tri để kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết.